Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong podcast DeFi Discussion. Và cái thời điểm của podcast này lên sóng thì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Thì trong cái tập podcast đặc biệt này thì mình cũng rất là vui khi có được sự góp mặt của một vị khách mời cũng vô cùng đặc biệt, mà chắc hẳn là nhiều anh em đang nghe podcast và nghiên cứu về DeFi thì đã nghe qua tên của vị khách mời hôm nay rồi. Thì chắc là mình sẽ để vị khách mời này giới thiệu cũng như là gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast này ha. Xin chào tất cả anh em và xin chào tất cả các khán giả của DeFi Discussion. Mình là Thanh, founder của Coi98 và rất là vui cũng như là hân hạnh được Nguyên mời làm khách mời của cái số ngày hôm nay. Hôm nay là một trong những cái số có thể gọi là mình đóng cái năm cũ và bắt đầu mình mở sang một cái năm mới ha. Nên là hy vọng là anh em sẽ có được những cái discussion nó thú vị và có thể mang được cho anh em được nhiều cái insight về crypto, có thể là vừa cả năm cũ và những cái có thể là những cái xu hướng sắp tới trong 2022. Ok, thì chắc là chia sẻ với anh em luôn, đó là một trong những cái nguồn cảm hứng lớn nhất của mình khi mà làm cái podcast DeFi Discussion này, đó là cái chuỗi podcast của Naval Ravikant, là cái podcast How to Get Rich á, và người giới thiệu, người siêu cho mình cái podcast đó thì chính là anh Thanh. Thì rất là vui khi mà hôm nay được ngồi nói chuyện với anh Thanh để nghe anh Thanh chia sẻ. Thì là một người theo dõi anh Thanh từ rất lâu rồi, thì rất là vui khi mà cái podcast DeFi Discussion được có sự góp mặt của anh Thanh. Rồi thì trước khi đi vào cái nội dung chính thì có lẽ là mình sẽ có một vài cái câu hỏi để gọi là mọi người hiểu thêm về anh Thanh ha. Thì ok, em sẽ đưa ra hai cái từ khóa, và nếu như chỉ được chọn một trong hai thì khá là tò mò là anh Thanh sẽ chọn cái từ khóa nào ha. Rồi thì cái hai cái từ khóa đầu tiên đó là build và sell. Build là xây dựng á, và sell là hiểu nôm na là mình truyền tải nó tới nhiều người. Thì không biết là anh Thanh sẽ chọn cái từ khóa nào ha. Dạ, anh sẽ chọn build. Ok, thì chắc là mình sẽ khai thác những cái từ khóa này sâu ở bên trong cái cuộc trò chuyện phía sau ha. Còn bây giờ mình sẽ đi qua hết các cái từ khóa một lượt. Rồi, cái cặp tiếp theo là ẩn danh hay mainstream? Chắc là mainstream. Ok, rồi tiếp theo là cộng đồng hay là quỹ đầu tư? Cộng đồng. Rồi thì chúng ta đã biết được lựa chọn của anh Thanh rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái cặp từ khóa đầu tiên ha, đó là build hay sell. Thì anh Thanh đã chọn build. Thì được biết là anh Thanh là người đã tham gia build cộng đồng cũng như là xây dựng Coi98 từ những cái ngày đầu, và từ cái ngày mà người ta chưa còn khái niệm ở Việt Nam, chưa có cái khái niệm DeFi nữa. Thì anh có thể chia sẻ những cái trải nghiệm của mình về cái quá trình build cộng đồng từ những ngày đầu không, và anh có cái trải nghiệm nào để giúp cho Coi98 có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn là cái giai đoạn mà 2018-2019 á, và cộng đồng vẫn ở lại gắn bó với mình mặc dù là thị trường nó khá là boring ở thời điểm đó ha. Dạ, yeah, thì nhờ một cái câu hỏi rất là hay, cảm ơn Nguyên. Anh thì anh nghĩ là nhìn lại khoảng thời gian 2018-2019 thì đúng là nó là một khoảng thời gian khó khăn thiệt. Nhưng mà đến bây giờ khi mà nhìn lại thì có một cái mà ngày xưa, từ ngày xưa nó vẫn như thế và đến bây giờ nó vẫn như thế, là cái những cái giá trị mà anh muốn xây dựng cho cộng đồng của 98 á, nó tập trung vào những cái gì đó nó dài hạn, nó long term. Và khi mà mình trong một cái market cycle mà nó cứ lên và nó xuống thì sẽ có những cái lúc mà mình sẽ phải đưa ra quyết định là mình nên làm cái gì, và mình nên đẩy hướng cộng đồng, và hoặc là mình xây dựng những cái gì cho cộng đồng mình, và cái gì nó sẽ là cái đúng để mình theo đuổi cái đấy. Thì nó sẽ có được rất là nhiều cái trong suốt cái khoảng thời gian mà mình xây dựng cái cộng đồng như vậy, nó có rất là nhiều khó khăn. Ví dụ giống như là để mà mình muốn làm được, hoặc là mình muốn làm được những, ví dụ như nói như là một cái content hub giống như Coi98.net ngày hôm nay, thì nó cũng sẽ cần rất là nhiều công sức của nhiều người vào, đúng không? Nó không chỉ là cái việc research không thôi, mà nó còn là biên tập, rồi nó còn là
Design làm sao cho nó bắt mắt, rồi làm sao để mà mình có thể tối ưu để cho nhiều người, nhất là người ta biết đến những cái nội dung như thế này chẳng hạn, thì nó là một cái thành quả của teamwork, và để mình gọi là nuôi được một cái bộ máy mà nó có nhiều cái công sức của con người như thế, thì đòi hỏi là mình cũng có rất là nhiều nguồn lực. Thì rõ ràng những cái đó là những cái mà mình phải cố gắng để mình vượt qua được những khó khăn trong giai đoạn mà 2018, 2019. Anh nghĩ là cái trong bất kỳ những, dù là cái lúc khó khăn hay là cái lúc mà thử thách, thì mình luôn luôn khi mà đứng giữa những lựa chọn là mình sẽ chọn theo hướng là mình sẽ build cái lợi ích đó nó về mình, hay là mình build một cái thứ mà mình theo đuổi bởi vì nó là đúng, mình muốn làm cái đó cho để mình thay đổi một cái bộ mặt của cả một cái cộng đồng, cái cách người ta nhìn về cộng đồng Việt Nam, cái cách người ta nhìn về nhà đầu tư Việt Nam, cũng như là mình cũng muốn là, và giống bản thân anh á, thì anh theo đuổi một cái triết lý đó là một cái nhà đầu tư mà người ta được hiểu rõ về cái cách thị trường nó vận hành, thì theo thời gian nó sẽ xuất hiện ra những nhà đầu tư giỏi. Thì anh nghĩ là ở ngoài kia nó có rất là nhiều người nhà đầu tư giỏi hơn mình, và mình chưa chắc là mình có thể dạy được họ, tức là mình cố gắng mình dạy ai đó để mà họ họ trở nên xuất chúng, mà đôi khi họ chỉ cần những cái nguồn thông tin đúng, được định hướng đúng, thì họ họ sẽ giống như là một cái môi trường để họ có thể phát triển lên được ấy. Thì đó là một cái khoảng thời gian khó khăn, nhưng mà anh nghĩ là với một cái định hướng dài hạn, với cái việc mà theo đuổi triết lý là một cái người mà người ta có đầy đủ, tức là người ta có đầy đủ những cái thông tin chính xác nhất, những cái thông tin gọi là kịp thời nhất, bắt trend nhất, và nó chuẩn xác để mà cho nhiều người có thể dùng cái đó làm một cái nền tảng người ta nghiên cứu và từ đó make được những decision của mình. Thì anh nghĩ là những cái đó là những cái mà giá trị dài hạn, mà 5 năm, 10 năm thì tất nhiên là tất cả investor người ta đều cần cái đó cả. Thì đó là từ những cái mà anh theo đuổi từ cái ngày đầu vào chơi tới bây giờ thì vẫn là cái đấy. Cho nên là có rất là nhiều người build cùng với Coin98 trong khoảng 2017, 2018, 2019, nhưng mà bây giờ chỉ có một số ít những người là người ta còn ở lại, còn hầu hết thì mọi người cũng đã bỏ cuộc trong cái giai đoạn 2018, 2019 nhiều rồi. Đó, thì cái gọi là cái chuỗi giá trị mà mình theo đuổi, cái sự dài hạn đấy, nó giúp cho nó tạo cho mình một cái niềm tin vững chắc để mà dù có khó khăn đến mấy thì mình cũng sẽ cố gắng mình vượt qua nó. Thì khi mà giống như một cái market cycle mà nó ở đáy rồi nó không xuống được nữa mà mình vượt qua được cái đấy thì nó sẽ đến lúc là nó bắt đầu nó take off. Thì đó là cái mà trải nghiệm của anh. Anh hy vọng là đó là theo đuổi cái điều đúng, theo đuổi mình tin là đúng. Và mình tin rằng là trong dài hạn thì nó sẽ tốt, và nó tốt cho mình, và nó tốt cho những người xung quanh mình, cũng như là cái môi trường mình sống, và nó làm cho mọi người trở nên tốt lên, nó một cái positive sum game. Thì đó là những cái mà anh theo đuổi, và dù như thế nào nữa thì anh sẽ cố gắng để mà làm được điều đấy. Khi mà mình theo đuổi những cái giá trị dài hạn như vậy, cái việc mình làm ngày hôm nay người ta chưa thấy ngay, nhưng mà rõ ràng sau một cái thời gian dài thì khi mà mọi người bất chợt nhìn lại cái chặng đường mình đã qua, những gì mình làm được và cái cách mà cộng đồng họ gắn bó với mình thì đó là cái mà những gì nó gọi là cái kết quả của một cái quá trình xây dựng rất là lâu năm. Thì đó là cái trải nghiệm của anh trong suốt cái thời gian xây dựng Coin98. Cái câu hỏi này em thắc mắc nha, nhưng mà nó không tất nhiên là nó không có mang ý nghĩa là nuối tiếc hay là cái gì về quá khứ cả, nhưng mà nếu như mà được làm lại một cái điều gì đó và làm tốt hơn trong cái quá trình build cộng đồng á, thì không biết anh Thanh sẽ chọn làm lại cái gì ha? Anh không có một cái đây là một câu hỏi rất là hay. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ lại như thế, nhưng mà khi Nguyên hỏi thì anh cũng có suy nghĩ qua về cái này. Nhưng mà thực sự honestly là khi mà nhìn lại thì anh không có gì anh nuối tiếc cả, và bởi vì thực ra mình nhìn để mình nói việc là cái việc đó không hoàn hảo, nhưng mà cái trình độ của mình ở thời điểm đấy nó cũng chỉ đến đấy thôi, và nên anh nghĩ rằng là những thứ mà kể cả những cái thứ anh làm đúng và kể cả những thứ anh làm sai thì đó đều là những thứ tốt nhất hoặc là những cái quyết định tốt nhất tại thời điểm đấy mà anh có.
Nên là anh không có gì để hối tiếc. Và nếu như mà thời gian có quay trở lại thì anh nghĩ là những cái gì anh chọn đã là những gì tốt nhất. Mình luôn luôn mình sống hết mình tới mình sống hết mình và mình làm tất cả những thứ tốt nhất mà mình có thể để để khi nhìn lại thì mình sẽ không có gì mình phải hối cả. Okay. Anh nghĩ là những gì anh làm hoặc là những gì anh đã sai thì điều đó đều là những thứ mà anh có thể làm tốt nhất tại thời điểm đấy với những nguồn lực đấy mà anh có. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái câu chuyện ở hiện tại, những cái thứ mà mọi người đang khá là quan tâm và nói về ở thời điểm hiện tại. Thì cách đây khoảng hơn một năm đi, thì trong cái khóa DeFi 101 ở bên khu 98 thì anh Thanh có đề cập đến cái từ khóa là Fair Launch, tức là những cái dự án mà nó tập trung phân bổ cho cộng đồng. Thì hiện tại á, với cái tình hình thị trường hiện tại thì mọi người bắt đầu quan tâm nhiều đến cái từ khóa này, đặc biệt là sau khi Andre có đề xuất một cái mô hình khá là mới. Thì không biết là anh nhận định và cái góc nhìn của anh về nhóm dự án này như thế nào, và cái xu hướng build của các dự án trong tương lai nó sẽ như nó sẽ ra sao theo cái góc nhìn của anh? Yeah, theo anh thì cái model Fair Launch là một cái model rất là thú vị và rất là hay. Và bản thân anh là cái người build á, thì anh có thấy được một cái này là cái cảm nhận chủ quan thôi nha, có thể nó không chính xác, tại vì anh cũng sai rất là nhiều lần ha. Nhưng mà anh có một cái cảm nhận là có thể là cái xu hướng Fair Launch nó càng ngày sẽ càng được dùng nhiều. Ở góc độ là người build nha, thì đôi khi Fair Launch có thể là tốt và có thể là không tốt. Ví dụ giống như là em build những cái protocols mà em cần rất là nhiều tiền. Rất rất nhiều tiền, thì những cái model đó nếu như em Fair Launch không, rất khó để em có thể raise được đủ số tiền như vậy. Anh nói ví dụ let me see. Kiểu như là nó sẽ không có cái độ trì hoãn, mọi người sẽ mọi người sẽ có token là họ sẽ bán liền. Ví dụ như anh nói là OpenSea đi đúng không? OpenSea build tới ngày hôm nay là 3-4 năm gì đấy, theo anh nhớ không lầm, và họ chưa có tokens đúng không? Nhưng mà nếu như mà và cái họ theo đuổi đó là phải build một cái sản phẩm đủ tốt, lớn đủ đủ tốt đúng không, để mọi người xài đã, rồi sau đó mình mới tính tới chuyện token này này kia sau chẳng hạn vậy đúng không. Thì nếu như mà đối với những cái model và những cái team như thế thì Fair Launch nó không phù hợp. Tại vì sao? Tại vì em cần phải nuôi một cái đội ngũ tốn rất là nhiều tiền, cũng như là cơ sở hạ tầng đồ này kia, và nó tính bằng nhiều triệu đô mỗi năm đốt. Có những startup nó đốt 5, 10, mười mấy triệu, 20 triệu là chuyện bình thường. Đối với những cái sản phẩm đặc tính hoặc đặc thù sản phẩm mà phải build theo kiểu như thế thì Fair Launch nó lại không phù hợp. Còn đối với những cái protocol khác theo kiểu mà có thể kiểu là mình không có quá khó để mà mình nghiên cứu những cái IP như vậy thì cái việc Fair Launch nó sẽ phù hợp hơn đó. Thì thứ nhất là anh nghĩ là cái Fair Launch từ cái góc nhìn của một người builder cũng như là kinh nghiệm của một người builder thì anh nghĩ là nó tùy vào đặc tính và đặc thù của từng nhóm ngành, từng cái mảng, những cái niche. Có những cái thì Fair Launch nó phù hợp, có những cái là Fair Launch nó chưa phù hợp, tại vì Fair Launch nó không mang đủ nguồn lực để làm được cái điều đấy. Còn cái xu hướng thời gian sắp tới thì anh nghĩ là Fair Launch trong DeFi thì nó sẽ được dùng nhiều, càng ngày sẽ càng được dùng nhiều hơn. Nhưng mà cái hình thái của Fair Launch nó sẽ càng ngày càng khác. Ví dụ giống như là đợt vừa rồi thì mình thấy cái DEX mới của Andre đúng không? Thì cũng là nó cũng là một dạng cách Fair Launch, nhưng mà cái cách Fair Launch đó là hoàn toàn mới. Đó, và trong tương lai thì nó cũng có thể có những cái hướng, ví dụ giống như là Fair Launch cho một cái DAO cụ thể chẳng hạn, hoặc là một cái group DAO cụ thể, hoặc là nó sẽ là DAO array, sẽ kiểu là DAO to DAO, hoặc là đó, thì anh nghĩ là nó sẽ là bắt đầu nó hình thành những cái model mới như thế, chứ nó không, tại vì cái Fair Launch theo model cũ như là kiểu của Earthwise thì nó cũng bắt, tức là sau một thời gian người ta build, người ta sắp phát ra được, người ta cũng phát hiện ra được những cái model nó, tức là nhiều cái nhược điểm của cái model đấy, thì họ cố gắng họ cải tiến lên. Một mặt là họ nhìn thấy được là cái cách Fair Launch nó giúp cho bootstrap community rất là nhanh, thì người ta cũng cố gắng là người ta sẽ làm thế nào đấy để mà Fair Launch fix được những cái vấn đề hiện tại, nhưng mà vẫn đi theo cái hướng đấy. Thì đó là những thứ mà anh nghĩ là trong 2022 này chúng ta sẽ thấy được nhiều hơn.
và cụ thể nhất là đợt vừa rồi, không phải là ngay cái đợt này luôn nè, là trong thời điểm này là Andre cũng đã có những cái cách launch mới rất là sáng tạo đúng không? Hy vọng là trong năm nay sẽ có nhiều cái cách như thế. Nhưng mà anh có nghĩ là cái xu hướng này nó sẽ kiểu như là nó sẽ chiếm một phần lớn trong market share không, hay là nó chỉ đơn giản là phần bánh của ai thì người đó ăn thôi, kiểu như thế? Dạ, anh nghĩ là càng ngày thì sẽ càng nhiều người fail launch, nếu như mà có nhiều long term builder thì họ sẽ thích fail launch. Nhưng mà cũng tùy, giống như anh nói, cũng tùy category nữa. Có những category họ cần rất là nhiều tiền thì fail launch sẽ khó. Ví dụ giống như em build một cái nếu như em là làm game file đi, em build một cái game AAA game thì một năm đốt rất là nhiều tiền thì em cũng không thể fail launch từ đầu được. Nó cũng tùy model đúng không anh? Yes. Nhiều người á theo dõi các cái nội dung thì thường sẽ thấy những cái góc nhìn chia sẻ từ phía nhà đầu tư, từ phía cá nhân, những cái retail investor này hoặc là các cái đại diện từ VC, họ nói về builder như là khá là ít. Các cái nội dung mà người ta đi theo cái hướng ngược lại, cái góc nhìn ngược lại từ phía builder về góc nhìn về phía các cái VC, thì anh Thanh là một người có kinh nghiệm build dự án DeFi cũng lâu, thì cũng muốn là nghe cái góc nhìn của anh về các cái quỹ VC, có cái sự khác biệt gì trong khẩu vị đầu tư của các cái nhóm VC hay không, thì chắc là để anh Thanh chia sẻ về cái vấn đề này ha. VC thì nó có nhiều loại. VC thì có VC this, VC that đúng không? Đầu tiên á, thì sẽ nói về trường vốn cũng như là cái khẩu vị và cái strategy của họ. Thì ví dụ như là nếu là builder thì mình phải hiểu về cái bối cảnh chung, hoặc là một cái lắc cắt, hoặc là gọi là sự xếp hạng ha, hay là segment những cái quỹ thành những cái tier khác nhau đúng không? Thì nó tùy vào việc là dự án của mình nó ở cái level nào, thì mình sẽ muốn là những người ngồi chung của mình với cái level đấy. Ví dụ giống như là dự án mà họ chỉ cần tiền thôi, họ không quan tâm đến brand gì lắm, và cứ gọi đủ tiền là được, và cũng không quan tâm lắm tới ai sẽ là back, và người ta chỉ cần làm sao để raise ra đủ tiền thì những cái VC mà nằm ở tier dưới một chút thì thường họ sẽ có thể rót tiền rất là nhanh, nhưng mà thường thì cái khẩu vị của họ là họ tập trung vào flip tokens nhiều, nên là ví dụ giống như là khi mà mình chase những cái tức là mình nhận tiền từ những cái VC như thế, thì mình cũng phải chấp nhận một cái trade off, đó là họ có thể sell sớm đúng không? Nếu như mà mình là builder hoặc là mình là cái người đi raise fund mà mình xác định là cái điều đó mình chấp nhận được thì mình có thể làm việc với những người như thế. Một cái nhóm VC mà nó nằm ở chấp tier trên, thường tier trên á thì nó sẽ có hai dạng. Một dạng anh có thể xem đó là họ làm về brand tier trên, họ làm rất là nhiều nhưng mà cái quy mô quỹ của họ nó chưa đủ lớn, đây là dưới 1 tỷ đô ha. Còn kiểu đã mature rồi, đã vào nề nếp rồi, đã có brand rồi, đã có lịch sử track record này kia rồi, thì thường họ cũng ở level đấy thì quỹ đó nó cũng sẽ manage thường trên 1 tỷ đô. Thế thì cái việc mà khi mà mình tìm hiểu về quỹ á, là mình nên tìm hiểu xem là họ đang manage bao nhiêu tiền, cái source of funds của họ đến từ đâu, họ cái term họ ký với LPs á, là như thế nào. Rồi cái add-on value khi mà họ vào một cái round á, thì thường họ sẽ có thể help được cái gì, tại vì mỗi VC thì họ sẽ có một cái lợi thế khác nhau. Ví dụ giống như là Paradigm thì họ thiên về research đúng không? Tức là họ sẽ co-build, họ vừa invest, họ vừa co-build, và họ là người có thể là fit được idea để cho team build nữa, thì đó là Paradigm. A16Z thì nó thiên về hướng là họ support builders. Và họ support những cái gì mà họ tin là build được cái the future và có impact tới kiểu 7 tỷ người ở trên thế giới. Wow. Thì đó là cái của A16Z. Một số bên thì nó chỉ tập trung vào việc thesis, tập trung vào kiểu diligence hơn, thì nó tùy vào cái việc là mình muốn cái gì, mình phải hiểu về cái và mình phải gọi là do your homework, làm được nghiên cứu trước về những cái VC đấy.
thì mình sẽ biết được rằng là mình sẽ nên chọn A. Đó. Cái mặt bằng chung của retail thì họ không có bao giờ người ta có cơ hội người ta tiếp cận được những thông tin liên quan như thế. Mình VC thì chỉ có những người làm rồi thì người ta mới biết, hoặc là trong ngành thì người ta mới biết. Nên là cái đó cũng là một cái barrier rất là lớn. Ở ngoài thì đôi khi người ta có thể thấy, người ta thấy cái brand nó fancy, nó rất là nice, nó rất là ok đúng không? Nhưng mà với đó là ok đối với vai trò là một cái người return investor, chứ còn mà đối với team thì cũng cũng chưa chắc đó. Rồi ngay cả nha, VC mà cùng là một cái VC đó luôn, họ rất là họ họ đôi khi họ add a lot of value vào một cái round này, thì điều đó nó không có nghĩa rằng là khi mà họ invest một cái round khác họ cũng add same value như thế. Thì nó có nhiều nguyên nhân. Ví dụ giống như là bây giờ một cái quỹ mà nó invest, ví dụ như anh nói là một cái round seed đi, em vào cái round đấy raise 5 triệu đúng không, mà cái quỹ đấy đang manage 1 tỷ đô và họ vào cái round 5 triệu đấy, là ví dụ như họ vào 2,5 triệu, tức là họ lead cái round ở cái mức size là 2,5 triệu trên 5 triệu, tức họ bet big vào cái team đấy, thì tất nhiên là cái quỹ lúc đó họ sẽ allocate cái nguồn lực nhiều hơn vào 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 cái team đấy để họ make sure được rằng á, là cái position của họ sẽ có upside. Còn ví dụ như cùng với cái quỹ đấy luôn, cùng với cái quy mô đấy luôn, họ invest một cái team khác cũng là một cái round là 5 triệu, nhưng mà họ chỉ invest ví dụ giống như là 500 nghìn thôi đúng không, thì lúc này em sẽ thấy được rằng là nếu như em là vai trò của em là quỹ thì em sẽ phải có một cái sự allocate nguồn lực, allocate nó khác, allocate nó sẽ ít nguồn lực hơn đúng không? Đúng rồi. Cái VC á thì nó có những cái như thế nữa, cho nên là chỉ có những người mà người ta làm thì người ta mới hiểu được đúng không? Nên đôi khi mà nếu như mình hiểu cái đó rồi thì mình sẽ biết và mình lower cái, tức là nếu như là một cái người raise giống như hoặc là một cái người builder mà đi raise fund, thì người ta sẽ lower cái gọi là expectation của mình xuống, cái sự kỳ vọng của mình xuống đúng không? Người ta sẽ giống như kiểu mình biết việc biết chuyện, thì lúc đó mình sẽ có được một cái cách tiếp cận đúng và tất cả mọi người đều happy. Còn ví dụ giống như là những cái gọi là first time founder hoặc là những người người ta chưa có kinh nghiệm á, thì mình sẽ không biết được rằng là họ kiểu là họ 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 có kỳ vọng là ok tại sao cái brand này nó xịn như thế mà tại sao họ vào họ không có hát nhiều, là đơn giản là đôi khi là mình sai từ đầu á, tức là mình sai từ đầu, tức là ví dụ như là họ expect, họ rất là ví dụ như họ rất là willing, họ muốn bet big vào mình nhưng mà mình lại không cho cơ hội để họ bet big, mà mình muốn diversify quá đúng không, kiểu mà một cái round nó có quá nhiều người và họ cuối cùng thì nó end up là cái người cái VC đấy họ 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 vào được cái họ không happy. Tức là họ có join vào nhưng mà cái allocation của họ có thể nó bé quá, thì lúc đó ở cái góc độ mà ở góc độ VC thì họ cũng rất là khó để họ có thể thuyết phục được nguyên cả một cái team, investment team của họ để có thể allocate nguồn lực về help cái team này. Tức là họ sẽ vẫn help nhưng mà họ sẽ cố gắng là họ vẫn phải điều phối cái nguồn lực có hạn, có gọi là limited resources của họ cho nhiều cái portfolio companies khác nữa đúng không? Thì ở một cái VCs á, mà VCs mà họ họ add value thật á, thì họ luôn luôn họ có một cái bảng như thế, kiểu giống như là kiểu họ sẽ nguồn lực của mình là bây giờ mình có hạn mình làm thế nào, và đây là cái gọi là cái list portfolio companies của mình đúng không, thì bắt đầu họ sẽ rank dựa trên theo cái chỗ theo cái ticket size của mình đúng không, tức là mình bet big vào chỗ nào, thì lúc đó thì mình xem là mình có thể nếu mà cái này lên hoặc là cái kia lên thì cái upside của họ sẽ như thế nào, và từ đó họ allocate cho những cái đó nhiều hơn. Còn những cái công ty mà họ cũng có bet nhưng mà bet kiểu ít hơn thì họ sẽ allocate nguồn lực nó ít hơn, hoặc đôi khi là hiếm. Nên là cái đó là những cái câu chuyện về VC mà phải làm rồi mới biết được. Nó khá là dark side, nó khá là dark side á kiểu. Ok, thì sẵn là đang nói về chuyện tiền nong VC á, thì hồi xưa anh có chia sẻ là cái game này là cái game tài chính và nó zero sum game á, tức là kiểu như là người người win lấy tiền của người lose. Thì sau sau một cái giai đoạn mà anh tham gia build thì không biết là cái góc nhìn của anh về cái vấn đề đó thì nó có khá hay không, nó vẫn còn zero sum không, hay là maybe là nó slide, nó chuyển 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 đi một xíu, nó chuyển biến một xíu. Nó có hai sau sau mấy năm anh build sản phẩm thì
Thì tức là bản thân anh ngày xưa cũng đã nhận nhận ra được một cái, đó là ngoài cái việc tất nhiên á, là hầu hết các cái đó là khi mà mình chia sẻ cho những người đầu tư thì mình set cái mindset đó để làm gì, để cho họ nhìn được rằng họ có được một cái cách tiếp cận nó gọi là worst case nhất, nó là một cái tình huống xấu nhất thì họ luôn luôn họ sẽ protect được cái portfolio của mình, đúng không? Còn tất nhiên trong crypto thì nó sẽ có hầu hết, phải nói thật là bối cảnh chung hiện tại nó đang là zero sum game, nhưng mà đâu đó nó vẫn có những cái dự án nó sẽ tạo ra được positive sum game đó. Đó thì đó là những cái mà bản thân anh đang theo đuổi. Làm thế nào để mà đó thì giống như ví dụ như là mình tìm ra được một cái product market fit mà mình có thể dùng cái đấy để mà mình đưa crypto đến mass adoption được, thì càng ngày càng người ta cứ dùng nhiều hơn, người ta thấy tiện hơn, thì cái đó đối với anh nó là một cái positive sum game. Nhưng cái đó là positive sum game ở góc độ của người build, đúng không? Còn 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 ở góc độ là mình là một cái nhà đầu tư investment token á, thì anh vẫn nghĩ là nên nên tiếp cận với cái góc độ nó là một cái zero sum game, thì cái nhà đầu tư đấy nó sẽ có được một cái critical thinking hơn. Nó sẽ có một cái sự phòng thủ trong, hoặc là cái sự sự gọi là xu hướng chọn an toàn trong những cái quyết định đầu tư của mình hơn. Còn còn thì đó thì anh nghĩ như thế. Nếu như mà anh nói để cho mọi người tiếp cận vào crypto để mà đầu tư thì anh sẽ nói theo cách tiếp cận gọi là thận trọng nhất, thì anh sẽ nói như thế, và nếu như bây giờ nói lại thì anh vẫn nói như thế cho cái người investor. Nhưng mà ở góc độ builder á, thì bản thân anh theo đuổi những cái gì mà nó tạo ra một cái positive sum game hơn. Càng nhiều người vô thì nó tạo ra được nhiều value và nó có thể mang được crypto đến mass adoption. Thì cái đó sẽ là win-win cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái đó nó rất là hard, rất là khó để build, rất là khó để build, và nó đòi hỏi gọi là một cái sự gọi là kiên trì, và up hay down hay hay là gì nữa thì em sẽ cố gắng em build ở đấy. Bản thân anh cũng đang đi trong cái quá trình đấy thôi, anh cũng chưa có tức là anh thấy lớn là có một cái con đường hơn như thế, và anh muốn đi nó, thì khi nào đi qua được hết cái đấy và có thể gọi là thành công thì bắt đầu anh sẽ cố gắng anh template hóa những cái đấy và có thể chia sẻ cho mọi người hơn về cái đấy. Còn hiện tại thì đối với ai mà invest thôi á, thì anh vẫn nghĩ là anh sẽ vẫn nói với cái góc nhìn nhỏ cũ. Ok, chắc là để Thanh chia sẻ thêm về cái những thứ mà anh Thanh đang ấp ủ xây dựng ha, thì anh có thể chia sẻ một xíu về những gì mà Coin 98 hiện tại đang xây dựng không? Tại vì hình như là bữa giờ là mình vừa rebrand, không còn là Coin 98 Wallet nữa, mà bây giờ nó sẽ thành một cái mọi người gọi là super app, thì cũng cũng khá là thắc mắc về cái bước đi mà rebrand này của đội ngũ Coin 98 ha. Nha, tại vì cái này nó cũng tùy, nó gọi là tái sinh lại, tại vì nếu như mọi người theo dõi cái Coin 98 app từ ngày đầu thì nó ban đầu nó là Coin 98 Crypto Super App. Sau một thời gian hoạt động thì lại rebrand nó về là Coin 98 Wallet, là để làm gì? Để người ta nhớ mình là cái wallet. Tại mới đầu hồi đó là 2010, cuối 2019 đầu 2020 thì cái khái niệm về Super App trong crypto nó còn rất là sớm, và hầu như là cái market nó chưa adopt được với những cái cách marketing như thế. Nên là sau đó xong thì mình mới kêu là mình mới ra thì chưa mọi người ta chưa có theo kịp với cái những cái concept như vậy, thì mình cần một cái narrative để mình đi sâu vào, người ta nhớ về mình, cắm rễ về mình, thì bắt đầu mình mới expand ra. Cũng giống như Grab đúng không? Grab thì người ta bây giờ nó là Shopee app và nó promote bây giờ là Shopee app, nhưng mà cái narrative đầu tiên nó cắm đầu vào mọi người đó là ứng dụng xe đúng không? Gọi xe. Thì cái wallet nó cũng là một cái chuyện là mình đi vào super app ngay từ đầu, nhưng mình thấy là cái cách marketing này có vẻ như là nó lạ lẫm và nó mới với mọi người quá, thì nó rất khó để mà mình có thể mang cái sản phẩm mình đến với mọi người và với đại chúng được. Cho nên là mình rebrand nó lại thành coi cho nắm wallet, và mình làm suốt như thế trong 2-3 năm gì đấy. Thì tới ngày hôm nay thì ở một cái điểm mà khi mà mọi người bắt đầu biết về mình rồi, và mọi người cũng dùng nó, và thật ra thì cái việc mà rebrand thì nó cũng không có thay đổi gì nhiều về cái về những cái tính năng trong 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 ví. Nó chỉ là cái tên gọi mới, và họ cái sự quay lại với cái việc là Shopee app thì nó giống như là một cái
nó mô tả đúng về những cái thứ mà mình đang build cho Coi Trên Thám từ từ đầu tới giờ đó. Thì cái mong muốn của Coi Trên Thám nó là mình làm ra được một cái ứng dụng mà nhiều người mà người ta dùng crypto được, dùng để làm cho utility A, utility B, utility C, ví dụ như là người ta có thể swap trong ví, người ta có thể sau này người ta có thể stake được trong ví, người ta có thể land borrow trong ví chẳng hạn vậy. Thì cái đó là cái scope của wallet nó không có bao quát được hết cái ý nghĩa đấy, cho nên là mình nghĩ là cái super app nó giúp cho cái nó giúp cho nó phản ánh đúng về những thứ mà Coi Trên Thám đang làm hơn. Làm một cái wallet đó, thì thường người ta nhớ đến cái việc là lưu trữ, đúng không, lưu trữ asset. Nhưng mà dùng cái asset đấy cho việc gì thì thường cái wallet, cái cụm từ wallet nó chưa có phản ánh được hết. Tức là cái super app là người ta sẽ tương tác ở bên trong cái ứng dụng đó luôn, thay vì là chỉ là tôi trữ cái token này hoặc là một cái wallet đó, thì nó cái tâm trí của mọi người thì mọi người ta khi nhắc tới wallet người ta vẫn nhớ tới việc là wallet là được dùng để đầu tiên là dùng để lưu trữ, đúng không? Thì nếu như mình định vị mình là wallet thì tất cả những thứ mà mình build á, cái câu chuyện mình build và những tính năng mình build nó phải xoay quanh cái câu chuyện đấy, nó xoay quanh cái việc là làm thế nào để mình trữ được nhiều coin, rồi làm thế nào để mình trữ cho nó kiểu security nhất, rồi nó an toàn nhất chẳng hạn vậy, đúng không? Nhưng mà cái mà Coi Trên Thám làm á thì nó tập trung vào cái việc là use, đúng không? Use tức là anh có crypto rồi, anh có cái asset đó rồi, thì bây giờ anh use nó như thế nào, đúng không? Cho những cái gọi là những cái tính năng gì, những cái nhu cầu gì mà anh cần, thì lúc đó là thì cái Coi Trên Thám Super App nó từ ngày đầu tới bây giờ nó tập trung vào cái đấy đó. Thì cái việc mà rebrand nó chỉ là cái thời điểm thôi, thì cả toàn bộ cả team nghĩ rằng đây là thời điểm phù hợp để mà mình bắt đầu rebrand nó lại thành đúng những cái gì mà nó được hoạch định ra ngay từ đầu, là một cái super app để cho nó giống như là một cái interface, một cái gateway để cho mọi người có thể access được vào DeFi. Ok. Sẵn anh Thanh đang nói về cái vấn đề là một cái nơi mà mọi người sẽ gần như là sử dụng tất cả các hoạt động ở trong DeFi á, thì em có thắc mắc là thường á, là một sản phẩm, một dự án thì họ sẽ có xu hướng là dominate một cái mạng thị trường hoặc là một cái chain nào đó, rồi họ mới bắt đầu dần dần expand ra những cái hoạt động khác. Nhưng mà Coin98 thì hiện tại là đang cố gắng là one shot, tức là kiểu như là phủ hết tất cả những cái hoạt động đó. Thì có cái khó khăn nào trong cái việc là tiếp cận sản phẩm theo hướng này không ạ? Khó khăn thì nó nhiều lắm chứ. Và cái anh nghĩ là cái khó khăn lớn nhất đó là cái infrastructure, những cái cơ sở hạ tầng của blockchain ở trên những cái chain khác ngoài Ethereum nó chưa phát triển tới. Cho nên là cái trải nghiệm của người dùng nó còn honestly nó vẫn còn rất là nhiều hạn chế. Nhưng mà bản thân team Coi Trên Thám thì cũng như là cá nhân anh thì anh cũng nghĩ rằng là theo thời gian những cái vấn đề này nó sẽ được upgrade dần dần. Và cái mà tôi invest vào đó là khi mà những cái thứ này nó ổn định rồi thì mình phải là cái người đầu tiên có thể provide được cái solution đấy. Trong một cái viễn cảnh mà Coi Trên Thám gọi là tin tưởng là nó sẽ đi đến đấy, đó là cái tương lai về multi-chain. Từ ngày đầu là mình build như thế, ngày đó thì người ta cũng không nghĩ rằng là tại sao một cái wallet phải cùng một lúc hiển thị cùng một lúc như thế, đúng không? Nhưng mà cuối cùng này tới 2021, 2022 thì bắt đầu cái nhu cầu về multi-chain của người ta cũng rất là nhiều. Đấy. Thì tới bây giờ rồi thì người ta cũng bắt đầu nhận ra được cái xu hướng đấy, và có thể là trong nhiều năm nữa thì cái vấn đề cũng như là cái nhu cầu về multi-chain càng ngày nó càng gia tăng. Cái việc mà người ta đang dùng L1 nè, xong người ta qua dùng L2, xong rồi người ta lại switch về lại L1. Thì cái đó là cái mà người dùng người ta sẽ theo thời gian thì crypto nó càng ngày càng được adopt dần, cũng như là nhu cầu của mọi người nó càng ngày càng tăng lên, rồi cái số lượng sản phẩm trên từng chain nó càng ngày càng nhiều lên.
cái cơ hội để mọi người tìm kiếm lợi nhuận cũng như là thương vụ đầu tư của mình thì càng ngày nó càng nhiều lên, và từ đó nó xuất phát là nhu cầu đi sử dụng những ứng dụng multi-chain rất là nhiều, và lúc đó thì mình make sure là mình phải là top ở trong cái category đấy. Cái hướng tiếp cận multi-chain đó thì anh Thanh có chia sẻ là cái lợi là khi mà mình làm càng nhiều thì cái việc tích hợp chain nó càng được rút ngắn lại, thì không biết là có cái còn bên cạnh cái việc là tối ưu hóa cái việc scale đó thì còn cái lợi ích nào trong cái cách tiếp cận này không, tức là đa dạng một lúc đó. Yeah, thì thường thì cái framework là cái nhanh thì và cái có thể cái tính cái gọi là những cái module có thể tái sử dụng lại, thì nó là một trong những cái mà mình có thể tận dụng được nó tốt nhất. Ví dụ giống như là cách mình tích hợp một cái chain nè, thì ngày xưa là làm một chain nó rất là lâu, có khi là cả tháng thì mới xong. Thì sau này bắt đầu mình tập trung nhiều vào cái việc là mình build một cái framework để mình tích hợp chain nhanh. Đó, thì bây giờ có thể là tích hợp một cái chain nó chỉ có mấy ngày thôi. Đó, thì tương tự như vậy, sau này thì Coin98 build những cái framework để tích hợp AMM, rồi bắt đầu là về sau nữa bắt đầu sẽ tích hợp thêm nhiều thứ nữa. Nhưng mà trước khi mà có chính xác tích hợp một cái gì thì thường á là thì mình sẽ ngồi mình build cái framework trước, rồi sau đó bắt đầu mình mới tái sử dụng cho nhiều chain khác nhau cũng là nhiều module khác nhau, thì nó sẽ đi nhanh hơn rất là nhiều. Để mình nhu cũng như là nhu cầu cái đó cái tốc độ là cái một trong những cái rất là quan trọng. Ngày xưa mình thấy là cái chain có thể là cách đây rất là nhiều năm thì người ta xài Neo chẳng hạn, đúng không? Đó, còn bây giờ thì người ta xài, ví dụ bắt đầu người ta xài L2 rồi, bắt đầu người ta xài Solana rồi, người ta xài Near rồi, thì cái nhu cầu của thị trường nó đi rất là nhanh đó, và nó đòi hỏi là những cái team nào, và đôi khi anh không phải là build một cái sản phẩm tốt nhất mà anh xuất hiện đúng thời điểm cái lúc người ta cần anh nhất, là anh có thể là ship được một cái sản phẩm gọi là usable để họ có thể dùng, họ có thể capture được cái opportunity đấy, một cái cơ hội đấy, thì nó đã đủ tốt rồi. Thì nên là market mình nó đang phát triển trong một cái giai đoạn nó cần những cái solution như thế, và nhưng mà theo thời gian á, thì khi mà thị trường càng ngày nó càng phát triển, nó càng mature lên, thì tất nhiên nó sẽ đòi hỏi những cái tính năng nó kiểu nó ổn định rồi, nó kiểu best in class và tối ưu cho UI UX này kia nhiều hơn, thì nó là trade-off nha. Cho nên là khi giữa cái việc balance, giữa việc là bây giờ mình phải ship cái gì đó nó fancy và nó cực kỳ ổn định mà dành rất là nhiều thời gian để mình tối ưu cho cái đấy, so với việc là mình có thể cái nhu cầu thị trường nó như thế, và đó là những thứ mình có thể build được, mình có thể improve nó vẫn sử dụng được và nó vẫn có thể improve về sau, thì tụi anh chọn là ship càng nhanh càng tốt trước rồi sau đó mình improve. Ok, em thấy có một cái từ khóa mà anh đề cập là DAO, và cái từ khóa này vào gần đây nó cũng khá là trend đó. Thì anh đang suy nghĩ như thế nào về cái khái niệm DAO này, tại vì hiện tại nó vẫn còn khá là mập mờ. Thế nào là một DAO, rồi DAO là chỉ có kiểu như là phi tập trung ra cho nhiều người, hay là DAO là sẽ kiểu như là một cái công ty truyền thống, hay là nó phi tập trung, hay nó sẽ tập trung quyền lực vào một nhóm nào đó. Thì rất là muốn nghe anh Thanh chia sẻ về cái DAO này, và cái góc nhìn của anh hiện tại về cái khái niệm DAO nó là như thế nào. Dạ, anh nghĩ thì cái này là một cái câu hỏi interesting, và mỗi người thì người ta có một cái góc nhìn khác nhau. Giống như bản thân cá nhân anh thì anh nghĩ giống như là một cái community ở quy mô lớn thì nó giống như một cái digital nation. Và DAO nó vận hành giống như một cái society thu nhỏ online, focus một nhóm cộng đồng cụ thể, và mình operate nó theo hướng đấy, nó sẽ hiệu quả hơn là operate một cái company. Nó rất là khác, anh nghĩ là nó sát hơn với cái hướng cộng đồng cũng như là cái hướng một cái digital nation. Anh nghĩ nó có cái rào cản nào về vấn đề cộng đồng không? Tại vì Uni với lại Sushi thì trước đây họ cũng là DAO, xong rồi sau một cái khoảng thời gian họ có sự tham gia của VC á, thì bắt đầu cộng đồng họ cũng kiểu như là cũng không đồng tình với cái hướng đi đó. Thì liệu nếu như mà chuyển hướng đi sang mô hình DAO ấy, thì nó có cái rào cản nào không? Thật ra thì mình đang sống trong một cái giai đoạn gọi là cái cả cái nền công nghiệp nó đang phát triển, cho nên là những cái gì mà
mà không ai có thể gọi là có thể comment trên cái việc cái này là đúng hay là cái nào cái kia là sai cả. Nó chưa buộc không có nghĩa là nó không buộc, hoặc là có những cái ngày hôm nay nó chưa buộc nhưng có thể là cũng cái concept đấy một năm sau nó lại buộc ở trong một cái bối cảnh market khác, đúng không? Đó, cũng là cái DAO. DAO không phải là một cái khái niệm mới và nó đã được đưa ra từ rất là nhiều năm trước rồi, nhưng mà những cái DAO thời 2017, 2018 thì nó không có work, nhưng mà tới bây giờ thì người ta mới nói nhiều về nó và người ta mới tìm ra cái cách vận hành mà nó work hơn. Thì đó là cái tâm thế của mình khi mà mình nhìn về bất kỳ một cái khái niệm nào. Mình không cố gắng là mình khẳng định rằng là cái này là đúng, cái này là sai, mà mình luôn luôn giữ cho mình một cái tâm thế mở, đó là cái này nó chưa phù hợp với thời điểm này, thì lúc đó nó sẽ lead sang cái câu hỏi thứ hai, đó là liệu mình có thể improve được cái gì ở đây không, hoặc là liệu cái này nó sẽ vượt trong một cái bối cảnh khác hay không, và khi cái bối cảnh đây đến thì mình có thể mang ra lại được. Thì đó sẽ là một cái mình giữ cho mình một cái tâm thế mở như thế thì mình sẽ không bao giờ mình bị miss cái cơ hội á, tại vì nếu như mà mình chủ quan quá và mình khẳng định quá rằng là cái này là sai và cái kia là đúng, thì khi nó cơ hội đến và cái khẳng định của mình nó lại là sai thì mình sẽ gần như mình bỏ qua cái cơ hội đấy. Và DeFi cũng như là crypto hay là GameFi nó đã minh chứng rất là nhiều cái cơ hội như vậy, nên là để mà có thể tồn tại được trong market và có thể cùng grow với market được thì anh nghĩ là giữ cho mình một cái tâm thế là luôn luôn nó thoải mái và có thể accept được những cái thứ mới lúc nào là tốt nhất. Rồi thì cảm ơn anh Thanh rất nhiều về những cái chia sẻ nó vô cùng insightful, mà nếu như mà không phải là một người trực tiếp trải nghiệm, người trực tiếp skin in the game cái quá trình build thì khá là khó để có được những cái góc nhìn như vậy. Thì anh cũng đã từng ở đấy, tức là ngày xưa anh cũng đã từng khẳng định, tức là trong cái cách suy nghĩ thì mình một vấn đề hoặc là một chủ đề nào đó của thị trường á, thì mình có xu hướng là mình khẳng định cái đúng cái sai về cái chủ đề đấy, nhưng mà càng về sau á thì nhiều cái case study làm cho mình thấy rằng là cái này nó không có mới, và ngày xưa mình khẳng định rằng cái này là sai. Thì bây giờ nó là trending. Đúng không? Và tự nhiên là chính vô tình là cái gọi là cái sự khẳng định của mình, tại vì mình nghĩ rằng nó sai rồi nên mình là khi mà cơ hội nó đến với mình là mình bỏ qua, đúng không? Thì vô tình mình lại miss cái cơ hội đấy. Nên là để mà cho nên là từ đó trở đi là khi mà anh nghiệm lại về những cái vấn đề như vậy, những cái sự kiện như vậy nó xảy ra, thì bắt đầu nhưng mà crypto nó là một cái ngành rất là mới và mọi thứ đều có thể thay đổi, thì mình giữ cho một cái mindset đó là mọi thứ đều có thể thay đổi, ngay cả một cái dự án nó chết đi, đúng không? Mình nghĩ nó chết đi rồi nó vẫn có thể nó pivot để nó làm lại được, đúng không? Đó thì có nghĩa là gì, mọi thứ đều có thể thay đổi. Ngày hôm nay anh đang là đỉnh cao thì chưa chắc là ngày mai anh sẽ tiếp tục đỉnh cao nữa, mà ngày hôm nay anh đang là đáy thì không có nghĩa rằng là ngày mai anh sẽ tiếp tục là đáy. Nên là mình giữ cho mình một cái tâm thế mở, một cái mindset mở thì và một cái tâm thế mà luôn luôn đón nhận cơ hội, đúng không? Đó, và trong quá khứ cái vấn đề này hoặc là cái idea này, có thể là cái narrative này nó chưa phù hợp, nhưng không có nghĩa rằng là ngày hôm nay khi mà mình review lại thì nó sẽ không phù hợp. Đó, cho nên là trong có thể là cùng một cái chủ đề đấy, trong những bối cảnh khác nhau, trong những khoảng thời gian khác nhau, thì nó sẽ mang ra những cái kết quả khác nhau. Ngày xưa anh có thể là một cái gì đấy là không hợp thời, nhưng ngày hôm nay anh là hợp thời thì mọi người sẽ đón nhận, kiểu vậy. Nên là sự phù hợp cũng như là mình giữ cho mình một cái tâm thế là mọi thứ đều có thể đến, thì lúc đó mình sẽ có một sự chuẩn bị tốt nhất để mình chào đón những cơ hội mới. Ok, cảm ơn Thanh rất nhiều về những chia sẻ trong tập podcast tuần này, và chắc là khi mà cái tập podcast này lên sóng á, thì chúng ta đang trong cái thời khắc là chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, thì để kết thúc cái tập podcast rất là đặc biệt này và một cái thời khắc rất là đặc biệt này, thì chắc là để anh Thanh gửi lời chúc may mắn đến các bạn đang nghe podcast trong cái thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới này ha. Thì đầu tiên là cảm ơn Nguyên đã cho anh có cơ hội ngày hôm nay được trao đổi những vấn đề liên quan đến DeFi ha. Cũng nhân cái cơ hội này, năm mới tới đến thì xin chúc cho tất cả các khán thính giả của DeFi Discussion có được một cái năm mới an lành, vạn sự như ý,
Và hy vọng là những cái gì mà năm cũ mình qua đi thì hãy xem nó là những cái trải nghiệm, và mình rút kinh nghiệm từ những cái trải nghiệm đấy, cũng làm cái gọi là làm nền tảng cho những cái thành công mới năm 2022. Những cái nào mà mình đang làm tốt thì mình cố gắng mình làm tốt hơn, còn cái nào mình chưa làm tốt thì mình cố gắng mình cải thiện nó. Crypto somehow nó là một cái cuộc chơi không có hồi kết, nó luôn luôn reward những gọi là xứng đáng, nó luôn tặng gọi là trả thưởng và tri ân xứng đáng dành cho những cái người mà thực sự muốn tìm hiểu về nó, gọi là sắn tay áo lên để mà cùng làm với nó, hoặc là nghiên cứu với nó, hoặc là contribute nó, là mang nó đến tới mass adoption. Cho nên là mình nghĩ là crypto vẫn còn rất là nhiều cơ hội, và hy vọng là trong 2022 sẽ thấy được nhiều cái gọi là câu chuyện đổi đời, hay là những cái câu chuyện gọi là tạo cảm ứng nhiều hơn từ crypto, anh em crypto ở Việt Nam, cũng như là đặc biệt là khán thính giả của DeFi Discussion. Dạ rồi, cảm ơn Thanh rất nhiều. Rồi, cảm ơn anh em đã dành thời gian nghe đến hết tập podcast DeFi Discussion tuần này, và hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội để tiếp tục gặp lại nhau trong một năm mới và một cái khởi đầu nó bullish hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta đã trải qua trong năm vừa rồi ha. Rồi thì cảm ơn anh em rất nhiều đã ủng hộ podcast DeFi Discussion trong suốt thời gian qua. Ok, cảm ơn Thanh.